Muốn thêm một cái ví dụ về kinh doanh không? Sợ mất thời gian các anh em thôi. Muốn không, cô thêm cái ví dụ về kinh doanh nha các bạn. Ví dụ hai thằng rủ mở quán cà phê. Thôi hai thằng mở rủ quán bún bò đi. Cô thích ăn bún bò cho nên cô hay lấy ví dụ bún bò. Rồi giờ nó cũng có MV như vậy thôi. Hai thằng nó bây giờ mở bỏ bỏ tiền ra, mỗi người bỏ vô bao nhiêu ạ? À? Mỗi anh bỏ vô 100 chai. Đúng chưa? Đây là cái B nè. Cái B này là cái giá trị của cái quán bún bò nè, nó sẽ tăng theo thời gian nè. Đúng chưa? Ban đầu quán bún bò này chỉ giá 200 triệu thôi. Nhưng mà kinh doanh thời gian bây giờ mỗi ngày như vậy kiếm được 20 triệu là tự nhiên quán bún bò này mà người khác muốn mua là cô phải sang lại cho nó khoảng 500 đến 1 tỷ chứ không có 20 200 triệu nữa. Đúng chưa? Bây giờ anh em mình hai anh em mỗi người hùng vô 100 triệu, hùng vô 200 triệu là cái M này 200 triệu. Mà cái V này bằng 0. Có nghĩa là gì? Má mỗi ngày bán không có ra đồng nào đó. Tại vì cái vòng xoay dòng tiền này không có. Cái V này bằng 0 thì thằng này nó chết. Cái M này còn người banh xác theo gì? Theo giá trị khấu hao. Đúng chưa? Bỏ vô 200 triệu mà đầu tư mà cái V này nó mà không di chuyển á, là các bạn chết á. Lúc đó thằng này nó mất dần á, nó vơi dần là lỗ dần đấy đúng không? Tiền mặt bằng, tiền thuế, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên, đúng chưa? Tiền thực phẩm, đủ thứ, tiền bảo quản. Nhiều lắm, nhiều loại tiền lắm. Đúng chưa? Cho nên nếu như mà các bạn đầu tư kinh doanh thì các bạn kỳ vọng là các bạn đi huy động vốn. Các bạn trade coin, các bạn kỳ vọng huy động vốn để tăng cái M này lên cho thằng B này nó tăng lên, hay là các bạn kỳ vọng cho cái B này tăng lên? Các bạn kỳ vọng gì? Cái V này mà không tăng á, cái V này mà không tăng dù cho các bạn bơm thêm M cũng banh xác. Một cái doanh nghiệp mà các bạn hoạt động không có hiệu quả, các bạn có huy động vốn, thằng nào rót tiền vô thời gian cũng chết à. Cho nên ở đây ai đã cần trade thua còn đi huy động vốn? Ai đã cần như vậy? Đừng có đánh dấu số 1 lên nha, con mới kêu đánh lên nó kỳ lắm. Tự hiểu ha. Cho nên các bạn thấy cái MV nó hay không? Bản chất cái V này mà các bạn không làm lên, không không gia tăng lên được, các bạn có bơm thêm cái M chỉ có chết thôi. Tiếp nha. Anh ơi con sell low. Anh ơi con sell low vào được không? Nó có lên lại không? Những người mà đặt câu hỏi đó là họ hỏi kèo, thì họ đang muốn cân cái M hay là cân cái V? Cân cái M hay cân cái V các bạn suy nghĩ kỹ nha. Bây giờ cô cho con kèo xe lô, cô chỉ các bạn xong các bạn vô các bạn ăn đừng cục tiền, các bạn cân cái M lên. Nhưng cơ bản cái V các bạn không có, tại vì các bạn không có cần câu. Đúng không? Đúng không? Cái V các bạn không có thì một thời gian sau các bạn đâu có trụ được đâu. Tại vì kéo càng lâu càng dài cái M này nó càng giảm theo thời gian, mà đây là giá trị khấu hao mà. Nó giảm theo thời gian mà đúng chưa? Cũng giống như kinh doanh đó. Buôn bán không có mà cứ ngồi gom tiền ngồi gồng 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 thời gian sau tiền nào không chẳng bay. Muốn xe đô cân thì phải có V vào, bạn này không hiểu. Cơ bản cái kèo mà các bạn hỏi cô kèo, cô cho các bạn kèo, các bạn có thắng được chăng nữa thì nó cũng chỉ làm cho các bạn tăng cái M này lên thôi, nó tăng một lần hai lần thôi. Đúng chưa? Cái V này không có, tại vì cái V này mà bạn cân được cái V này bạn không cần hỏi kèo. Cho nên các bạn có hiểu tại sao là trong cộng đồng chúng ta nhiều bạn hỏi kèo, cô hay hỏi một câu là tháng trước thua nhiều không em? Là tại vì cô nhìn thấy thì cái gì? Cô nhìn thấy cái V này của các bạn bị hỏng mẹ nó rồi. Cho nên cô phán mẹ luôn câu luôn, cô biết luôn thằng thằng P này nó đi xuống. Cái lợi nhuận các bạn không có. Cô hay hỏi và các bạn ở đây ai trong nhóm cộng đồng cái thường họ hỏi kèo, cô hỏi một câu là tháng trước tài khoản bạn thua nhiều không? Có thua nhiều lắm không? Đố các bạn câu thứ hai nó trả lời là gì? Các bạn biết một hầu như là 99% nó đều nói thua không nhiều lắm anh. Thật. Còn những thằng mà nó nói em x2 anh ơi, em x5, x8 anh ơi, những thằng đó cô nói những thằng đó sống không có trung thực với bản thân. Tại vì với thói quen mà hỏi kèo không bao giờ các bạn giàu lên được. Giàu là một cái điều rất là phi lý. Nếu như mà giàu là một cái đặc ân của Thượng Đế ban cho bạn, bạn hãy trân trọng đi, sớm lấy lại nhanh lắm. Ok chưa?